Xin chào mừng quý vị khán giả, chúng ta đang đến với trung tâm bóng đá cộng đồng Hiếu Thảo Sport trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn cùng chúng tôi sẽ chuẩn bị giao hữu, trận cầu giao hữu giữa các thủ anh em miền Tây và đội bóng thắng lợi Central Hill. Tiếng còi bắt đầu hiệp 1 đã được vang lên. Hợp đồng này quá ít ỏi với hai cái tên đình đám Tiến Nguyễn và Cường Siêu. Thêm pha dứt điểm rất nguy hiểm và đã có bàn thắng mở tỷ số dành cho các thủ anh em miền Tây. Pha đá chân từ xa mang lại hiệu quả. Cú đá bất ngờ của cầu thủ mang chiếc áo số 24. Xin lỗi bạn, người ra chân là số 94 Thầy Huấn. Tỷ số đã được mở dành cho các thủ anh em miền Tây sau pha dứt điểm bất ngờ vừa rồi. Chúng ta cùng xem lại bàn thắng mở tỷ số của các thủ anh em miền Tây. Tình huống đẩy bóng an toàn của thủ thành bên phía đội bóng áo trắng. Đây lại là cơ hội đá phạt góc dành cho các thủ đỏ. Đường chuyền vào bên trong. Sức nguy hiểm, bóng vừa rồi của Dọc đá bồi không vào. Quá đáng tiếc dành cho thời cơ vừa rồi. Thắng lợi Central Hill đã có cơ hội để gỡ hòa nhưng họ lại không tận dụng tốt. Một pha bóng treo bóng vào, bóng đập vào cục dọc bật ra. Sau đó là một tình huống đá bồi cận chân. FC miền Tây, anh em miền Tây ngày hôm nay với thành phần chủ chốt là các thành viên của đội bóng FC Toàn Thua. Một cú đá chân rất nguy hiểm nữa của Đạt 1000. Đây là Đạt Cá Lóc. Một quyết định dứt điểm thẳng nữa. Cơ hội đá bồi, dứt điểm không vào. Thêm một pha bỏ lỡ nữa của Văn Puma. Và cũng có thể gửi những lời comment. Đây là cơ hội cho phong bụi không được. Và điểm bóng của số 66 lại đi ra ngoài. Rất hay. Pha bóng sâu kim đối phương. Tình huống qua người của phong bụi được chuyển ngang. Cơ hội dành cho Thanh Bình. Cú đá của mình Lukaku lại đi không chính xác. Lại là được thắng. Được chuyển hướng tới Thanh Bình. Bình Lukaku. Đường căng ngang. Cột 2 vào, tỷ số đã được gỡ hòa dành cho các cầu thủ áo đỏ rồi. Một pha ghi bàn có phần lập bập của cầu thủ mang chiếc áo số 6 Thanh Tài. Tình huống mà anh băng vào định đánh đầu nhưng bóng đã rớt vào trúng đùi và đi vào lưới. Chúng ta cùng xem lại quả tạt hiệu quả của Thanh Bình để cho đồng đội ghi bàn. Đường căng ngang đã được tận dụng tốt với một pha bóng rất chống chạy phía cột 2. Đưa bóng ra, khoảng trống dành cho Thầy Huấn. Pha kết thúc, bóng đi không đủ nguy hiểm. Đường chuyền hơi non. Và những nỗ lực cắt bóng của Bèo mang lại thêm một pha phản công nữa dành cho Trần Tân và các đồng đội. Đây là khoảng trống nữa cho số 21. Đường chuyền căng ngang và như vậy thì Bèo là người lập công dành cho các thủ bên phía đội bóng áo trắng để đưa tỷ số trận đấu lên thành 2-1. Một lần nữa thì anh em miền Tây vượt lên dẫn trước. Và các bạn cùng nhìn lại pha cướp bóng phản công nhanh dẫn đến bàn thắng của Bèo. Đường chuyền là của đội trưởng Trần Tân, sau đó là pha dứt điểm một chạm ở góc hẹp. Phản công dành cho các thủ bên phía đội bóng thắng lợi Central Hill. Phong Bùi đánh đầu. Pha chạm đầu của Phong Bụi vẫn chưa đủ chính xác để mang về bàn thắng. Tiếp tục tình huống cắt bóng chủ động. Người dâng lên cắt bóng trong tình huống vừa rồi là vị trí của Thanh Duy. Quyết định dứt điểm ngay. Nhưng đó là một tình huống cản phá bình tĩnh của thủ thành bên phía đội bóng anh em miền Tây. Đường chuyền của Tú Nguyễn rất hay. Tuy nhiên thì chưa có cơ hội. Và đây là không vào. Thanh Bình là người phá bóng an toàn. Vẫn còn. Pha bóng khá lập bập và lộn xộn trước khung thành của các thủ thắng lợi Central Hill nhưng không có bàn thắng kế tiếp được ghi. Quá đáng tiếc khi mà pha băng vào điểm bóng của một cầu thủ bên phía đội áo trắng đã vướng phải chân của Thanh Bình trước khi bóng tiếp tục trở về với các cầu thủ áo trắng. Hơi chần chừ vẫn còn, tiếp tục là Tú Nguyễn, kết thúc đi, không vào. Bình Lukaku, đường chuyền xuống đáy biên, căng ngang, không làm khó được thủ thành bên phía đội bóng anh em miền Tây. Pha đánh đầu, cơ hội tiếp theo số 20, như vậy thì tỷ số đã được gỡ hòa rồi. Hai đều dành cho các thủ thắng lợi Central Hill. Bàn thắng đến ở phút thi đấu thứ 39 của hiệp 1 với điểm chạm chính xác cho pha băng lên vừa rồi của số 20. Pha hợp vào và ghi bàn gỡ hòa dành cho các thủ đỏ. Nó xuất phát từ đường mở bóng của Bình Lukaku và người dứt điểm cuối cùng là Bảo Bảo sau khi nhận đường căng ngang của đồng đội. Thành Huy nỗ lực đưa bóng lên. Đây là Thao Sang. Quyết định dứt điểm, bàn thắng bất ngờ nữa dành cho các cầu thủ bên phía anh em miền Tây. Và dứt điểm ở góc gần vừa rồi, thủ môn bên phía đội bóng áo đỏ đã bị khuất tầm nhìn. Anh đã không thể đổ người kịp để cản phá cú đá của Thợ Săn mặc dù nó đi không quá mạnh. Tỷ số bây giờ là 3-2 dành cho anh em miền Tây. Và các bạn cùng một lần nữa nhìn lại pha dứt điểm của số 12, bóng sâu kim của Bình Lukaku. Đột phá, qua người. Cú đá của Phong Bụi đã không vượt qua được sự ngăn chặn của các cầu thủ áo trắng. Sau pha dứt điểm thì Phong Bùi đã ngã xuống và bị đau. Trọng tài cho dừng trận đấu. Đường chuyền ra đã không thành công. Pha phá bóng an toàn. Đây là cơ hội dành cho Chí Cường băng lên đối mặt. Tình huống không chế rất tốt của số 7. Chí Cường dứt điểm đi. Bóng đã đi quá xa rồi. Quá đáng tiếc.
Cơ hội đưa bóng vào. Vẫn có bàn thắng thứ tư dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng anh em miền Tây. 4-2 dành cho các cầu thủ áo trắng với pha lập công của Thiện 30cm. Mặc dù Chí Cường đã không tận dụng được cơ hội này, nhưng sau khi ngoặt bóng lại, anh đã giúp cho đồng đội có được cơ hội dứt điểm. Và pha bóng mà hàng phòng ngự bên phía đội bóng áo đỏ cũng đã có phần hơi chủ quan. Tiếp tục một cơ hội. Thêm pha cắt bóng không thành công. Cơ hội dành cho Phong Bụi. Đây là thời cơ ghi bàn dành cho số 66. Đã có bàn thắng sút ngắn tỷ số dành cho các cầu thủ bên phía đội bóng thắng lợi Central Hill. Thời gian vẫn còn đủ để cho các cầu thủ áo đỏ có thể gỡ hòa, thậm chí là có thể vượt lên dẫn trước. Pha bóng mà các cầu thủ áo trắng đã không giữ được sự tập trung. Tiếp tục là khoảng trống dứt điểm và tỷ số đã được gỡ hòa 4-4. Trận đấu đã tiếp tục diễn ra với sự kịch tính và cầu thủ áo số 3 Thành Nhân là người ghi bàn. Tỷ số đã được san bằng và dứt điểm rất nhanh chân của số 3. Quả đá nhanh chân của cầu thủ này sau khi nhận bóng thì anh là lập tức xoay người và kết thúc ngay. Pha vào của hàng phòng ngự bên phía anh em miền Tây không thể ngăn cản được pha ghi bàn. Đột phá. Chưa có được cơ hội dứt điểm. Cú đá cuối cùng đã đi không chính xác dành cho Thiện 30cm. Tiếp tục một pha đột phá. Những đột phá tốt kết thúc. Không vào, cú ra chân lại đi ra ngoài. Các cầu thủ cần phải lưu ý với những pha chân sắp của mình. Động tác phải bỏ tay. Như vậy thì có một bàn thắng nữa. Bất ngờ đã xảy ra khi các cầu thủ đỏ đã ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp vừa rồi. Cú đá của mình Lukaku đã đi thẳng vào khung thành trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự bên phía đội bóng anh em miền Tây. 5-4 nghiêng về phía đội bóng thắng lợi Central Hill. Các bạn cùng xem lại tình huống này. Thủ môn bên phía đội bóng anh em miền Tây đã quá bất cẩn. Và bóng đã rơi thẳng vào lưới trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự bên phía đội bóng anh em miền Tây. Cơ hội nữa dành cho vị trí của số 6. Đường cắt ngang không được. Và phối hợp khá nhịp nhàng nhưng lại kết thúc bằng một cú dứt điểm không chuẩn xác. Cú đá bóng lên sức mạnh, không có bàn thắng dành cho Đạt 1000.